truyền kinh dị đời thực, chuyện xảy ra ở thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô vào năm 2010. Năm đó, bạn tôi Đại Bình và tôi lái xe đến thành phố Nam Thông để giúp một trong những người anh trai của chúng tôi xem xét công trường xây dựng. Đại Bình và tôi là bạn từ thời đi học. Sau khi tốt nghiệp trung học thì tôi không muốn học lên cao học nữa. Tao tự hỏi không biết công việc đó như thế nào. Đừng lo, tao nghĩ công việc đó khá ổn đấy. Lúc đó tôi đã sống vô cùng thiếu kỷ luật, còn Đại Bình thì lớn lên cùng với ông bà. Do bố mẹ cậu ta ly dị, vậy nên cơ bản thì không ai có thể kiểm soát được chúng tôi. Chúng ta cứ làm theo yêu cầu của ban chủ và đánh những đứa nào dám phạm lỗi với chúng ta thôi. Chúng tôi cứ liều lỏng bên ngoài cho đến khi gặp ban chủ. Ông ấy đã cho chúng tôi gia nhập hội. Kể từ đó thì chúng tôi bắt đầu làm tay sai cho ông ấy. Mày có đói bụng không? Bụng tao kêu nãy giờ. Tao cũng thế. Thực ra mà nói thì chúng tôi chỉ là những tên côn đồ được thuê để đánh đập và gây rối mỗi ngày. Nhưng lúc đó chúng tôi còn trẻ và chúng tôi tự hào về một cuộc sống như thế. Theo thời gian, chúng tôi càng có nhiều thói hư tật xấu hơn. Có một quầy bán hàng bánh bao kìa. Bởi vì phải tới Nam Thông nên chúng tôi đã dậy rất sớm. Chúng tôi cảm thấy đói trước khi lên đường đến cao tốc. May mắn là chúng tôi thấy một quầy hàng nhỏ bán bánh bao ở bên lề đường. Vì chúng tôi đã lái xe suốt 3 giờ đồng hồ nên chúng tôi quyết định mua vài cái bánh bao để lấp đầy bụng trước khi đi tiếp. Tao muốn bánh bao nhân thịt bò. Đợi đây đi, tao sẽ đi mua vài cái bánh bao. Đại Bình lúc nào cũng đầy năng lượng, không có lười biếng như tôi. Cậu ta dừng xe bên đường và xung phong đi mua bánh bao. Cậu muốn bao nhiêu cái? À, 2 cái nhân rau cải và thịt lợn. Quầy hàng đó có vẻ khá nhiều khách quen, có một hàng dài xếp hàng đợi bánh bao. Này chú, tôi muốn 4 cái bánh bao nhân thịt bò. Đại Bình là một người thiếu kiên nhẫn, cậu ta sẽ không bao giờ thành thật xếp hàng để đợi như mấy người đó. Cậu ấy cắt ngang hàng và lên trên đầu hàng đứng. Ý thức của cậu đâu hả? Có cả một hàng dài đang đợi xếp hàng. Người đằng sau thấy cậu ấy chen hàng và bọn họ rất tức giận. Vài người bắt đầu bàn tán về cậu ấy. Sao cậu có thể làm như vậy hả? Im mẹ mồm vào đi, đừng có mà phá rối. Đại Bình chẳng quan tâm về chuyện đó. Cậu ta nói lại những người đó và buông những lời chửi rủa. Được rồi chàng trai, đừng tranh cãi với cậu ta nữa. Khi mọi việc như sắp xảy ra đánh nhau, một ông già đã ngăn chàng trai đứng sau Đại Bình lại. Đừng tức giận, chúng ta không thể lấy đồ ăn của một người sắp chết được. Người đàn ông ấy trở nên thô lỗ, nhưng lời ông ấy nói không khác gì báo Đại Bình sắp chết. Này tên già, cẩn thận cái mồm của ông đấy. Được rồi, xin lỗi. Lúc ấy Đại Bình định tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy người nói là một ông già ốm yếu, cậu ta đã không trút giận lên ông ấy. Nhưng hôm nay cậu không nên chen ngang hàng như thế, hành xử đúng mực. Nếu không thì cậu sẽ chết một cách rất là đau đớn. Tuy nhiên ông ta không hề e sợ Đại Bình và cứ tiếp tục lẩm bẩm về điều đó. Đồ cậu gọi xong rồi đây, 4 bánh bao nhân thịt bò. Tiền của chú đây. Đại Bình rất tức giận và muốn chửi rủa lại, nhưng bánh bao của cậu ấy đã xong nên cậu ta quyết định mặc kệ lời của ông ấy nói. Khi cậu ta đưa tiền cho chủ quầy bánh, tay của người chủ quầy tự nhiên khựng lại.
Đại Bình rất ngạc nhiên, nghĩ chắc là người chủ quầy có gì muốn nói. Có phải là tiền không đủ? Nhưng người chủ quầy cứ cúi đầu xuống. Chà, tôi nghĩ hôm nay cậu nên cẩn thận. Ngay khi Đại Bình nghĩ đây là hiểu lầm, thì người chủ quầy lại hạ thấp giọng nói. Ông lão đó là một thầy bói ở đây. Chú ấy hạ rất thấp giọng. Sự tiên đoán của ông lão đó luôn đúng. Có vẻ như chú ấy không muốn những người khác nghe thấy những gì chú ấy nói. Sau khi nghe những gì chủ quầy nói, Đại Bình rất sốc. Ông lão đó thật sự có thể thấy cái chết của cậu ấy sao? Đây, bánh bao của cậu đây. Tuy nhiên, Đại Bình rất nhanh từ bỏ suy nghĩ ấy. Đó chắc chỉ là trò chơi khăm của bọn họ. Có thể là họ rất bức xúc về việc cậu chen hàng nên đã nói như vậy. Bọn họ tức giận nhưng mà không dám đánh nhau, nên chỉ có thể nói những lời mỉa mai. Chúng tôi đã thấy những kiểu người như thế nhiều rồi. Sao vậy? Tao thấy mày tranh cãi với đám người đó. Này, bánh bao của mày đây. Chả có chuyện gì đâu, chỉ là một đám người thích xen ngang thôi. Ngồi trong xe, tôi đã thấy Đại Bình tranh cãi với đám người đó. Khi cậu ấy trở lại xe, tôi đã hỏi cậu ta chuyện gì đã xảy ra. Một ông già bảo tao có thể sẽ chết nếu chen ngang hàng lần nữa. Thật nhảm nhí. Đại Bình kể với tôi chuyện vừa xảy ra, và cậu ta chả thèm quan tâm tới chuyện đó chút nào. Vậy lái chậm thôi, chúng ta cũng không có vội. Ừ, tao biết rồi. Khi tôi nghe được những gì ông lão đó nói với cậu ấy, tôi khuyên cậu ấy nên lái xe chậm thôi. Cậu ấy đồng ý với tôi, nhưng rõ ràng thì cậu ấy không để lời tôi nói vào tai. Chúng tôi nhanh chóng thắt dây an toàn, khởi động xe và tiếp tục lên đường. Lúc đầu, chúng tôi lái xe khá chậm bởi vì ngã ba ở trong thành phố. Sau đó chúng tôi đến đường cao tốc. Hôm đó không có quá nhiều xe, và Đại Bình lái xe càng ngày càng nhanh hơn. Chậm thôi, sao mày lái nhanh vậy hả? Mày thôi cằn nhằn đi được không hả? Lúc đầu tôi khuyên cậu ấy lái xe chậm thôi, nhưng mà cậu ấy khá căng thẳng lúc lái xe nên cậu ấy chả hề nghe tôi nói. Có một vài chiếc xe tải đằng trước chúng tôi đi khá chậm, nên cậu ta quyết định vượt lên mấy chiếc xe đó. Thấy tao lái như thế nào, có ngậu không? Cậu ấy khoe khoang tài lái xe của cậu ấy trong lúc vượt lên trên mấy chiếc xe tải. Thực ra thì gần đây Đại Bình mới lấy được bằng lái xe. Nhìn mà học hỏi này, tao sẽ cho mày xem lần nữa. Cừu non thì không sợ hổ, chúng tôi cũng vậy. Lúc ấy tôi cũng còn trẻ con, nên tôi không bảo cậu ấy lái chậm nữa, mà mặc kệ cậu ấy muốn làm gì thì làm. Tôi nhớ rất rõ ràng khi đi qua ngã tư thu phí Cao Miếu, Đại Bình lại muốn vượt. Khi chúng tôi vượt một chiếc xe tải to, cũng có khá nhiều xe tải ở bên phải đường. Đại Bình muốn vượt lên bằng cách chen vào khoảng cách giữa hai xe, nhưng chiếc xe đằng trước đột nhiên dừng lại. Phanh lại. Ôi không. Đại Bình đã rất sốc vì tốc độ lái của chúng tôi quá nhanh, nên đã quá muộn để phanh xe. Đại Bình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xoay bánh lái và va vào làn đường nguy hiểm bên phải. Tuy nhiên, tốc độ quá nhanh nên chúng tôi hoàn toàn mất lái sau khi rẽ phải. Khi nhìn thấy cái gì ở đằng trước, cả hai chúng tôi đều sốc. Có một hàng rào sắt gỉ ở phía trước và đằng sau nó là một núi đá. Lúc đó tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi chỉ nhớ được cú va chạm mạnh đó, còn lại thì không nhớ gì cả. Mọi thứ trong xe bị văng ra ngoài, đầu tôi đập vào kính chắn gió. Sau đó tôi ngất đi và tôi không còn nhớ được gì nữa. Tôi không nhớ đã bao lâu trôi qua,
Tôi vì quá đau mà đã tỉnh dậy. Đại Bình, cậu sao rồi? Tôi cảm thấy khá chóng mặt, nhưng mà tôi đã nghiêng đầu để xem Đại Bình như thế nào. Cảnh tượng đấy làm tôi lần nữa ngất đi. Đại Bình chết trong rất đau đớn, cả người cậu ấy phủ toàn mảnh vỡ và máu. Đó là lần đầu tiên tôi đối diện với cái chết. Tôi đột nhiên nhớ tới lời của ông lão: có lẽ con người thật sự không cần thiết là người bắt đầu mọi sự việc. Quan điểm của tôi là lời của ông lão không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là bản tính của con người. Một người nên học cách tôn trọng và tuân theo các quy tắc xã hội. Nếu bạn thích hơn người khác trong mọi chuyện, thì bạn có thể gây ra hậu quả. Đón chờ câu chuyện tiếp theo nhé.